chị Đỗ Kim Tân phải không ạ? Em quay lại cho chị từ bên shop Diễm Thùy để chốt đơn hàng ạ. Chị có đặt ở bên em một cái đầm màu đỏ, chị nặng bao nhiêu cân đấy ạ? À vâng ạ, đơn hàng của mình là 230.000 đã bao gồm cả ship đấy. Mình được kiểm tra hàng kỹ trước khi nhận hàng nha chị ơi. Thế thì cô nhầm mẫu rồi, vì cái mẫu cô comment nó là 199.000 cô ạ. Vâng. À, thế thì thôi con miễn phí ship cho cô nha, 200.000 miễn phí ship, cô có đồng ý đi đơn không ạ? Nhận hàng thì kiểm tra hàng kỹ trước khi thanh toán đấy ạ. Da cô có sáng không ạ? Da cô được. Thế thì cô lấy màu xanh đi, con thấy đẹp mà. Con có xanh ngọc với xanh đen đấy, con thấy màu xanh ngọc đẹp đấy ạ. Ý con nói là màu xanh ngọc ấy, con thấy màu xanh ngọc nó sáng á. Nó không phải là sáng quá đâu, nó sáng vừa. Vâng, thế con lấy cho cô xanh ngọc nha. Nhận hàng thì kiểm tra hàng kỹ trước khi thanh toán giúp con là được. Rồi ạ. Ở phường gì đấy cô? Phường Phước Mỹ đúng không ạ? Vâng, cô kiểm tra hàng kỹ giúp con đó nha. Vâng ạ. À. Vâng ạ, vâng ạ. Ôi trời, đi chợ đó.
mọi người.